bay tàu chim. Ui, ốc nó đeo coi nè cả nhà, ốc nguyên con ốc cụ vàng luôn, nó đeo kìa, ốc tắt kìa luôn, ốc đắng luôn kìa. Ủa, cụ vàng bự, cụ vàng bự cho bá luôn á. Bên trên đây cho lên nữa. Nó lội người cái này. Nè đây nè nè, nè nè cái gõ nè con liếm cái con bỏ nó vô. Còn rồi vô rồi, vô cả nhà yên tâm, hình quá mình tính ngang luôn như vậy. Cái mày nghe ai ai vậy, nó kêu quá. Đây này, mình đưa cái gõ cho con nè, cầm đi cái con mã đó. Ủa, con gì dằn khè vậy? Vậy con lươn toàn toàn lươn vàng cả nhà ơi. Ôi ôi. Đem con lươn đó nè, đâu rồi, đâu rồi nè. Ôi ngon quá trời cả nhà ơi. Ôi lươn vàng kè luôn. Để con gõ ra. Nó cầm ở trên đây cả nhà, nếu thôi là nó tuôn ngược chứ lên đây cái mà nó cong nữa. Không được, con cầm cái đó con phải chịu tiếp cái đuôi nó nữa mới được. Cái tay kia chịu tiếp cái đuôi nữa. Quạt quạt ngược cho lên. Được, con đi rút mà. Đây hả? Đi hả? Nè, cầm. Đấy, đây, đây. Đây có gì quá trời luôn đây vậy. Ra kẹp, kẹp này vô đấy không? Còn cỏm ở trên hay gì kìa, trên cái miệng vỏ. Chuột nữa, cái Phương cũng bỏ vô trong này luôn.